Thưa quý vị, giờ đây mỗi lần thấy số điện thoại lạ gọi đến số máy của mình, hẳn nhiều người trong số quý vị sẽ không muốn bắt máy, bởi ai cũng nghi nghi là có vẻ đây là một cuộc gọi rác. Thời gian qua, nhiều người với nhiều lần đã bị làm phiền, bị ép phải nghe những cuộc gọi tiếp thị dịch vụ bảo hiểm, bất động sản, nghỉ dưỡng hay những sản phẩm chăm sóc sắc đẹp. Các cuộc gọi có thể xuất hiện bất kỳ thời gian nào trong ngày, ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt và công việc của không ít người. Chị Huyền ơi, em là Hiền á, liên hệ với mình bên ngân hàng Hải, ngân hàng MSB á. Alo, em chào chị ạ, em đang liên hệ với chị từ bên ngân hàng Hải, ngân hàng MSB. Đang trong giờ làm việc, nhưng thỉnh thoảng chị Hiền lại bị làm phiền bởi các cuộc gọi tiếp thị quảng cáo về các dịch vụ bảo hiểm, các dự án bất động sản cao cấp, thẻ tín dụng, vân vân. Đã nhiều lần từ chối vì không có nhu cầu, nhưng tình trạng này vẫn cứ tiếp diễn với tần suất ngày càng nhiều hơn. Họ chỉ muốn mời quảng cáo của họ thôi. Tôi đã bảo tôi không có nhu cầu rất nhiều lần mà họ cứ gọi lặp đi lặp lại. Và tôi cảm thấy rất khó chịu về cái hành động như vậy. Không thèm để ý người nghe có quan tâm hay không, những nhân viên quảng cáo này vẫn tiếp tục đưa ra những lời mời chào. Các cuộc gọi có thể xuất hiện bất kỳ thời gian nào trong ngày, giờ làm việc, giờ nghỉ ngơi, sáng sớm đến đêm khuya. Tần suất của cuộc gọi có thể lên tới cả chục lần mỗi ngày. Không chỉ cuộc gọi rác mà tin nhắn rác, tin nhắn quảng cáo cũng liên tục xuất hiện. Có những tin nhắn còn không biết là đến từ đầu số thuê bao nào. Thực sự là em cảm thấy rất khó chịu anh ạ, bởi vì là nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc của em cũng như là đời sống cá nhân của em ạ. Thậm chí là em còn cảm giác như mình bị quấy rối và khủng bố nữa. Liên tục bị quấy rối bởi tin nhắn, cuộc gọi không mong đợi, nhiều người đã hình thành tâm lý cảnh giác với số máy lạ. Hiện tại mình chỉ dám nghe những số điện thoại mà mình có lưu trong danh bạ thôi. Chứ còn những cái số như không có tên trong danh bạ của mình thì mình không bao giờ mình nhận. Xử lý theo quy định pháp luật là một chuyện. Tuy nhiên, đã đến lúc các doanh nghiệp, nhãn hàng cần xem xét lại về hiệu quả của hình thức tiếp thị, chào mời, kiểu quấy rối như thế này. Bởi hiệu quả đâu chưa thấy, trong khi khách hàng đã mất thiện cảm, quay sang tẩy chay sản phẩm và dịch vụ, thay vì rút hồ bao chi tiêu cho những sản phẩm dịch vụ đó. Đúng là một sự khó chịu không hề nhỏ. Theo số liệu thống kê của Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm nay, số cuộc gọi phát sinh từ thuê bao rác là hơn 74 triệu cuộc gọi, tăng tới 53% so với cùng kỳ của năm ngoái. Đáng lưu ý là số cuộc gọi rác, tin nhắn rác tăng mạnh trong bối cảnh Chính phủ đã có một nghị định riêng về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác và cuộc gọi rác. Trong đó quy định cụ thể các biện pháp ngăn chặn như là quy định cấp tên định danh cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân. Các nhà mạng phải xây dựng vận hành hệ thống kỹ thuật để làm sao mà ngăn chặn được cuộc gọi rác, tin nhắn rác. Thậm chí là mức xử phạt đối với cuộc gọi rác trong một số trường hợp lên tới 100 triệu đồng. Tuy nhiên tình hình có vẻ không được cải thiện là mấy. Vậy nguyên nhân đến từ đâu? Chúng ta sẽ cùng lắng nghe thêm một số ý kiến với những góc nhìn khác nhau. Việc mà sử dụng, người dân sử dụng cái thuê bao có thể cho tặng, có thể là sử dụng nhưng mà lại chưa chuyển sang cái tên của mình thì cũng là những cái hệ lụy có thể phát sinh ra những cái cuộc gọi rác, thậm chí là cũng cuộc gọi lừa đảo. Khi mà người ta không có định danh thì người ta dễ dàng thực hiện những cái hành vi, những cái hoạt động mà sai quy định của pháp luật hơn. Quan trọng là người ta có làm thực sự hay không hay người ta chỉ làm đối phó thôi. Vì rất là dễ là cái cuộc gọi rác, tin nhắn rác ấy, đồng thời mang lại doanh thu cho các nhà mạng. Thì một mặt là người ta phải chấp hành pháp luật, người ta ngăn chặn hạn chế, nhưng mặt khác ấy, thì có khi không quản chặt, không có cơ chế tài, người ta lại khuyến khích, người ta mắt nhắm mắt mở để người ta tận dụng, làm lợi việc như vậy. Thế và đặc biệt là cũng có giải pháp, có công cụ để quản lý nhưng làm nửa vời, không có nơi đến trốn thì nó cũng chỉ là đối phó thôi chứ nó không đi vào thực chất. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự hoành hành của các cuộc gọi rác, tin nhắn rác được chỉ ra ở trên đó là từ những SIM điện thoại không chính chủ hay chúng ta vẫn gọi quen thuộc đó là những SIM rác. Mặc dù từ cuối năm 2021 đến hết quý 1 năm nay đã có trên 1 triệu SIM không chính chủ đến đăng ký lại thông tin, nhưng SIM rác vẫn xuất hiện trên thị trường và người tiêu dùng vẫn có thể dễ dàng mua được những chiếc SIM như vậy. Không giấy tờ tùy thân, nhưng người mua vẫn có thể dễ dàng mua SIM đã kích hoạt sẵn tại những đại lý bán SIM thẻ như thế này.
đầy đủ các loại mạng điện thoại đều được bày bán. Nội mạng thì là miễn phí nhá, ngoại mạng là 50 phút, còn data là 2GB một ngày. Thế là SIM này là bao tiền chị? 100 đấy mạng. Theo gì đây? Đầu 03, 09 Việt Theo đấy. Em xem đi, ưng cái nào thì em lấy. SIM này là, đây là kích hoạt sẵn rồi gì? Chỉ việc... Em nạp tiền vào là em gọi được. Thế này hiện tại bây giờ kích hoạt đây là tên của ai rồi? Không tên của ai cả, em cứ dùng đi. Nhưng mà đang dùng có sợ người khác có lấy không? Bởi vì đây không phải tên mình. Lấy không nhớ lấy được. Sợ thế? Bởi vì em đang dùng sợ lấy được. Nhưng mà kiểu như là đây không phải tên bọn em ấy thì tên theo chứng minh lấy lại cho. Không chỉ những gian hàng nhỏ lẻ mà tại nhiều cửa hàng bán SIM thẻ trên dãy phố này, người mua cũng có thể dễ dàng mua SIM mà không cần giấy tờ tùy thân. 100.000 có 60.000 để gọi và được dùng mạng miễn phí trong một tháng. Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, khách hàng phải đến các điểm cung cấp dịch vụ cùng giấy tờ tùy thân, phải chụp ảnh trực tiếp tại đây mới được cấp SIM. Tuy nhiên, quy định đã có nhưng việc thực hiện vẫn chưa chặt chẽ. Tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có những giải pháp để chấn chỉnh tình trạng này. Trong cái quá trình mà phát triển thông tin thuê bao, phát triển thuê bao mới của các doanh nghiệp, thì chúng tôi cũng cùng các doanh nghiệp rà soát hàng ngày. Và như vậy thì sẽ giảm thiểu được tối đa cái lượng thông tin thuê bao không chính xác trên toàn mạng. Có thể thấy là tình trạng mua bán SIM rác vẫn diễn ra rất dễ dàng và công khai. Từ ngày 1 tháng 8 thì các nhà mạng sẽ thực hiện việc xác thực thông tin thuê bao qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là một trong các giải pháp đang được Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng với Bộ Công an nhằm triển khai giải quyết dứt điểm vấn nạn SIM rác, từ đó hạn chế tối đa các cuộc gọi rác và tin nhắn rác. Từ ngày 1 tháng 8, tất cả thuê bao mới đăng ký lần đầu, thông tin người sử dụng sẽ được tiến hành xác thực, đối soát qua hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Như vậy, một SIM được đứng tên một người duy nhất và thông tin người sử dụng được đảm bảo tính chính danh. Việc mà kết nối với cả cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia này cũng là một bước nữa để làm cho cái thông tin thuê bao càng ngày càng được chính xác và giảm thiểu cái việc sử dụng cái thông tin cái thuê bao mà có cái không chính danh để thực hiện những cái hành vi như là cuộc gọi rác. Hiện tại, hệ thống của cả 3 nhà mạng Vinaphone, Mobilephone và Viettel đã kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nhằm phục vụ đối soát thông tin thuê bao. Đối với thuê bao thông tin chưa chính xác, các doanh nghiệp viễn thông cần có biện pháp đối soát, cập nhật thông tin, đảm bảo hoàn thành trước ngày 30 tháng 9. Hiện tại thì phần lớn khách hàng đã được cấp căn cước công dân và có thông tin dữ liệu của chuẩn trong cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia, vì vậy cũng dễ dàng hơn cho chúng tôi cập nhật thông tin thuê bao. Thông qua cái việc xác thực thông tin thì chúng tôi sẽ đảm bảo được cái dữ liệu của công dân mà tại cái nhà mạng sẽ được xác thực một cách chính xác nhất và đảm bảo được hạn chế được cái tình trạng là đăng ký nhiều SIM mà hoặc là các cái sử dụng các cái SIM rác trong cái công tác quản lý về thông tin thuê bao. Với các thuê bao đã được đăng ký chính chủ, hiện công tác đối soát, xác thực đang được cập nhật theo hướng tự động để hạn chế người dân phải thực hiện khai báo lại. Bên cạnh các giải pháp về kỹ thuật cũng đã đến lúc các cơ quan quản lý, cụ thể ở đây là vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông, cần có những chế tài mạnh mẽ hơn, cơ chế giám sát chặt chẽ hơn nhằm yêu cầu các nhà mạng chấp hành nghiêm túc Nghị định 91 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác hay cuộc gọi rác. Đồng thời cũng cần triệt tiêu tình trạng mua bán dữ liệu cá nhân của người dùng.